thuyền Rê Én là một trong những lễ hội độc đáo mới được khôi phục tổ chức vào đầu năm 2015 ở thị xã Mường Lai, nhằm mục đích bảo tồn, gìn giữ và phát triển giá trị văn hóa các dân tộc ở vùng đất ngã ba sông. Dự kiến, lễ hội đua thuyền Rê Én lần thứ 6 sẽ được thị xã Mường Lai khai mạc vào ngày đầu tiên của năm 2020. Hiện nay, thị xã Mường Lai đang tập trung công tác chuẩn bị cho lễ hội để thu hút du khách đến tham quan và cùng tham gia lễ hội. Để chuẩn bị phương tiện tham gia thi đấu, thị xã Mường Lai đã giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin chủ động sửa chữa 6 chiếc thuyền Rê Én. Những người thợ có tay nghề tốt nhất là người từng trải qua nghề sông nước, có nhiều kinh nghiệm trong đóng mới và sửa chữa các loại thuyền gỗ đã được lựa chọn sửa thuyền đua. Nhằm đảm bảo an toàn cho các đội đua khi tham gia luyện tập và tham gia lễ hội. Hình thức hoa văn được trang trí cũng được thực hiện theo nguyên mẫu đã được thông qua sự tham gia, góp ý của các già làng và những người đã từng tham gia lễ hội đua thuyền trước đó. Cái thuyền Rê Én này thì chúng tôi cũng làm nhiều cái rồi. Đấy, phải đảm bảo. Nếu mà cái khó khăn nhất đấy, cái hai cái mép cành của nó thì phải lấy cái rễ này đón vào, nó kín xong nó mới bôi côn vào thì nó chắc hơn. Thì kết dán keo xong rồi thì mới trả đi một lớp xong mới phun sơn vào. Thì mới có dán cái hoa văn vào nữa thì đảm bảo sự chắc chắn và sẵn sàng cho đô thuyền này tốt hơn. Người Thái Trắng ở thị xã Mường Lai từ xưa vốn sinh sống bằng nghề gieo cấy lúa nước và đánh bắt tôm cá trên dòng sông Đà. Lễ hội đua thuyền cũng bắt nguồn từ thực tế đời sống của đồng bào nơi đây. Do những biến cố của lịch sử, lễ hội đua thuyền không được duy trì tổ chức. Với quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân thị xã, lễ hội đua thuyền Rê Én đã được khôi phục thành công sau lần tổ chức thứ nhất vào tháng 1 năm 2015. Để tổ chức tốt lễ hội đua thuyền Rê Én lần thứ 6 trên địa bàn thị xã Mường Lai năm 2020, Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo nhiều bước chuẩn bị quan trọng trong lễ hội truyền thống này. Cũng trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức, không chỉ góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, mà còn là dịp để quảng bá, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Mường Lai, vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo, giàu bản sắc dân tộc. Đến thời điểm này, thị xã Mường Lai gấp rút chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền Rê Én lần thứ 6, lễ hội truyền thống đầu tiên của năm mới trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2020. Việc tổ chức lễ hội đua thuyền Rê Én hàng năm đã đáp ứng được lòng mong mỏi của người dân thị xã, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm của đảng bộ, chính quyền thị xã trong khôi phục dựng các lễ hội, các điệu dân ca, dân vũ truyền thống, đặc sắc của cộng đồng người Thái Trắng ở vùng ngã ba sông. Anh về Mường Lai quê em, bên con sông xưa vẫn vương bao lời thề, dệt nên bao câu hát theo năm xưa. Bên dòng sông ngày ấy khung hát bao yêu thương, em hát tặng anh.